A Đồ Câu xin kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Luôn tự hào là địa chỉ tin cậy. A Đồ Câu chuyên cung cấp dụng cụ câu cá chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng Daiwa, Banak, Ekuda, Relic, Shimano. Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong cái video clip ngày hôm nay. Hôm nay A Đồ Câu xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu mồi Minao chuyên sang nhồng và cá vượt. Đây là một cái mẫu mồi mà cá vượt và cá nhồng nó rất là thích. Đây là một cái hình hài con cá suốt mà các loài cá nhồng và cá vượt nó rất là thích. Chiều dài của con này là 125mm, nặng 15g. Chất liệu của con mồi này là bằng nhựa ABS, là nhựa cứng. Sơn một cái lớp sơn rất là chắc, rất là tốt. Hình vảy cá bằng kim tuyến. Nếu mà các bạn gặp ánh sáng thì nó sẽ chiếu, phản chiếu, lấp lánh, nó làm thu hút con mồi. Ở trong bụng con cá nó có cái viên bi làm viên bi tống dùng các bạn để văng mồi xa hơn và tạo nên tiếng động khi các bạn lùa, nó sẽ kích thích và thu hút các loài cá. Cá này là cái mỏ nó là mỏ ngắn cho nên là cái độ lằn sâu của nó cũng cạn, từ 0.5 đến 1,5 m, tùy theo cái đầu cần của các bạn. Các bạn nếu mà muốn cho nó sâu thì các bạn sâu hay cạn thì các bạn điều chỉnh cái đầu cần cho thích hợp. Cái lưỡi ba tiêu thì được gắn ba lưỡi, nó là lưỡi BKK, nó tương đương với cái lưỡi số 8. Mắt cá là mắt 3D. Hiện tại A Đồ Câu có tất cả là 7 màu. Màu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. 7 cái màu này. Nếu mà các bạn câu ở trong vuông, trong cái đùng mình người ta họ nuôi nuôi cá, nếu các bạn câu cá vượt ở trong những cái khu vực này thì các bạn nên chọn những cái con màu nó sáng một xíu trong nước đục. Còn các bạn đi câu gành hay là đi câu cá nhồng ở biển thì các bạn dùng những cái con mồi nó hơi màu hơn, màu nó tối tối hơn xíu, ví dụ như con màu này, mấy cái màu này thì các bạn đi câu gành. Còn các bạn đi câu đùng trong cái vuông thì người ta nuôi nước nó hơi đục, nó hơi ngà thì các bạn nên câu những cái con mồi nó hơi sáng sáng này một xíu. Nói chung là màu nào thì cũng được, nhưng mà các bạn chọn màu phù hợp thì cái cơ hội và xác suất cá lên cá nó sẽ cao hơn. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên cái video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại ở phía dưới, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.